Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai luôn được đánh giá là vấn đề nhạy cảm và phức tạp. Chính vì vậy, trong quá trình thực thi công vụ, các cơ quan chức năng đã nỗ lực cố gắng để từng bước đơn giản hóa, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ghi nhận tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, thành phố Phổ Yên. Công dân này thường xuyên đến chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, thành phố Phổ Yên để thực hiện các thủ tục về đất đai. Tuy cũng đã tương đối biết về quy trình cũng như các thủ tục hành chính, song ông vẫn cần sự hỗ trợ hướng dẫn của các nhân viên chi nhánh. Sự tận tình và chuyên nghiệp giúp ông rất yên tâm mỗi khi đến làm thủ tục tại đây. Tôi bây giờ đi làm thì hầu hết đều phải nhờ các cháu ở đây làm cho, thì mới làm được thu nhập cho. Thế nhưng mà mình vẫn là phải người đứng tên. Đấy. Chứ còn cái thủ tục thì nó cũng không như dươm ra cả. Trước thì cứ đem đến đây là xếp vào, thế nhưng bây giờ người ta yêu cầu là có cái máy rút số. Thì người dân nhận thức được cái đấy thì cứ đến ở đây họ gọi số nào, họ đến nhập hồ sơ thì người đó đến thôi. Thì không có gì cả, còn nếu mà đến mà người lọ chen ngang lên kia hoặc là quen biết mà nhận hồ sơ của người này mà bỏ hồ sơ kia thì không có. Theo số liệu thống kê, trong năm 2023, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Phổ Yên đã tiếp nhận và giải quyết gần 20.000 hồ sơ, thủ tục hành chính, với tỷ lệ đúng hạn đạt trên 99%. Đây là một sự nỗ lực rất lớn khi tổng số nhân viên của đơn vị chỉ là 26 người. Để thực hiện được điều này, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Chúng tôi cũng tập trung nỗ lực vào triển khai cái dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính trên toàn địa bàn thành phố Phổ Yên để phục vụ cho cái việc kê khai cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt và cấp giấy chứng nhận lần đầu và hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính để triển khai phục vụ tốt cái công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Thành phố Phổ Yên có địa bàn rộng, khối lượng hồ sơ và nhu cầu giao dịch với đất đai rất lớn. Chính vì vậy, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính là giải pháp hiệu quả thiết thực để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng được với yêu cầu trong tình hình mới.